Phù Nam, một quốc gia hùng mạnh trong lịch sử, xuất hiện khoảng đầu công nguyên ở khu vực Hạ Lưu và châu thổ sông Cửu Long, tồn tại đến thế kỷ thứ 7 thì suy tàn biến mất. Năm 1944, di chỉ thuộc nền văn minh Phù Nam được nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret khai quật và phát hiện đầu tiên tại điểm Gò Cây Thị ở chân núi Ba Thê, tỉnh An Giang ngày nay. Với dấu tích về nền móng của các công trình kiến trúc cổ cùng nhiều hiện vật chế tác tinh xảo, ông nhận định rằng có lẽ nơi đây từng là trung tâm thương mại lớn lúc bấy giờ. Ông đề nghị đặt tên cho di chỉ ấy là Văn Quá Ốc Eo. Sau đó đến nay, nhiều di chỉ khác thuộc triều đại Phù Nam được phát hiện tại các tỉnh thành ở khu vực Đông Nam trải dài đến Tây Nam Bộ của Việt Nam và đều dùng chung tên gọi là Văn Quá Ốc Eo. Theo sự phân tích của các chuyên gia khảo cổ, từ địa hình cư trú của cư dân cổ Phù Nam và những hiện vật khai quật được cho thấy Văn Quá Ốc Eo là nền tảng phát triển hưng thịnh của Vương quốc cổ Phù Nam. Tuy nhiên, khi đạt đến đỉnh cao nhất định thì sự văn minh và phát triển của đế chế này dừng lại và dần tụt hậu, dẫn đến suy vong. Trải qua hàng ngàn năm thiên nhiên kiến tạo, những gì thuộc nền Văn Hóa Ốc Eo đều bị chôn vùi trong lòng đất. Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đến nay đã phát hiện có 12 địa điểm di chỉ khảo cổ liên quan đến dấu vết của người tiền sử sơ sử, tiêu biểu là Văn Hóa Ốc Eo, đa số tập trung ở đất liền như di chỉ Cạnh Đền, Vĩnh Thuận, Đá Nổi ở Tân Hiệp, Dòng Xoài, Hòn Đất. Ông Nguyễn Văn Chính là một trong số những người góp phần tích cực trong việc bảo vệ di chỉ Ốc Eo ở Kiên Giang. Nhiều năm nay, ông hỗ trợ Bảo tàng Kiên Giang phụ trách trông coi, bảo vệ khu di chỉ Ốc Eo ở Dòng Xoài, huyện Hòn Đất. Năm 2001 thì trên ông xuống là khai quật này là 776 mét vuông. Đó là trong lúc mà móng khai quật được là được 28 miếng vàng và đem về bảo tàng. Dạ. Những cái người đi khảo cổ hoặc là chú thì ở đây là cái hiện trạng này là chưa là nền chùa hay là cái gì chú? Dạ, mấy ông cũng đánh giá là nền chùa. Dạ. Theo mấy cái bực đó là mấy ông nói như cái chánh điện vậy đó. Vài di chỉ ở Kiên Giang đã được khai quật, di vật thu nhặt được, hiện trưng bày tại Bảo tàng Kiên Giang. Phần nhiều là gốm các loại, còn lại là đồ trang sức, cột gỗ, tượng nữ thần. Trong số đó có một vài hiện vật được công nhận là di sản quốc gia. Nói về Văn Hóa Ốc Eo, đa số người dân chưa nhận thức đúng đắn về giá trị của các loại di vật cổ này, nên ý thức bảo vệ, giữ gìn chưa cao. Nhiều năm nay, với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người dân về giá trị của di sản văn hóa cổ, Bảo tàng Kiên Giang đã chiêu nạp được nhiều hiện vật từ những người dân sinh sống quanh các khu di chỉ trên toàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, với chức năng, nhiệm vụ bảo tồn di sản, Bảo tàng Kiên Giang luôn tích cực ra tìm, thám sát nhằm sớm phát hiện di chỉ để khai quật và bảo vệ. Gần đây, theo lời một số người dân, Bảo tàng Kiên Giang tiến hành khảo sát thực tế, phát hiện có dấu vết của Văn Hóa Ốc Eo ở đảo Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải. Chỉ là nhận định sơ bộ ban đầu từ những hiện vật thu nhặt được ở nơi đây, tuy nhiên, đó cũng là động thái tạo hiệu quả tích cực cho những dự án khảo cổ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung. Những cổ vật từ nền Văn Hóa Ốc Eo nói chung hầu như không còn giá trị sử dụng trong đời sống hiện hành của chúng ta. Nhưng ở góc độ khác, đó là những di sản vật thể vô giá có chức năng chứng minh lịch sử. Những mảnh gốm vỡ, những vật dụng cổ xưa này, thoạt nhìn thì chúng vô hồn, nhưng nếu cảm thụ bằng cái tâm và trí tuệ, chúng ta sẽ thấy được cốt cách và sự sáng tạo trong lao động của cổ nhân.
trân quý, giữ gìn và ghép nhặt những mảnh vỡ để thấu hiểu quá khứ. Đó cũng là cách để chúng ta góp phần bảo vệ thành quả của tổ tiên, phát triển tương lai đất nước.